Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Liên minh hợp tác xã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cảm nhận của người dân về sự đổi thay của thành phố Hưng Yên. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Tiên Lữ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trước khi bước vào hội nghị, vào đầu giờ buổi sáng, các đại biểu đã đến dâng hương tại hai di tích lịch sử trên địa bàn huyện là đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám ở xã Dị Chế và di tích lịch sử văn hóa đền Đậu An ở xã An Viên. Nội dung hội nghị giao ban bên cạnh đánh giá kết quả công tác của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 4 tháng cuối năm 2019, có nội dung thảo luận tìm hướng đi cho phát triển nông nghiệp bền vững, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, giám sát của Hội đồng Nhân dân. Thông qua đó phát hiện những bất cập vướng mắc trong cơ chế chính sách và kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét kịp thời tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc nhấn mạnh, hội nghị giao ban hôm nay tập trung vào chủ đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững, vì đây đang là vấn đề được đa số cử tri trong tỉnh quan tâm và có nhiều ý kiến. Chủ đề của hội nghị cũng thể hiện sự đổi mới về hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chọn theo chuyên đề có nội dung trọng tâm cụ thể. Chuyên đề của hội nghị lần thứ 7 này đề cập đến một cái nhiệm vụ, đó là chất vấn giải trình tại hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân, nhưng mà không phải là về những vấn đề chung chung nữa, mà về một chuyên đề để phát triển kinh tế xã hội, mà cụ thể là phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bền vững. Dần dần sẽ chuyển các cái chuyên đề này thành những cái chuyên đề thảo luận về những vấn đề về kinh tế xã hội của địa phương, chứ không phải là nghiệp vụ nữa, tức là vượt qua cái gọi là nghiệp vụ của nội bộ hội đồng dân của chúng ta, mà phải đi vào cả những vấn đề cần thiết, những vấn đề quan trọng, những vấn đề bức xúc của phát triển kinh tế xã hội người dân quan tâm, đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững. Thì thưa với các bác, các đồng chí, là đấy là cái tư duy, dần dần chúng ta sẽ hướng đến một cái thảo luận tập trung vào phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ có thể tùy từ địa phương, ví dụ như với thành phố hay là với thị xã Mỹ Hào hay là với Văn Giang chẳng hạn, thì có thể thảo luận tập trung về cái chuyên đề quản lý và xây dựng đô thị. Địa phương khác có thể tập trung vào một vấn đề về chăn nuôi, có địa phương sẽ tập trung vào cái chuyên đề về trồng trọt hoặc các cái vấn đề về văn hóa xã hội khác. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị giao ban đều đồng tình nhất trí rằng thay đổi mô hình tập quán sản xuất nông nghiệp cũ là đòi hỏi tất yếu để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác trong phát triển nông nghiệp bền vững thời gian tới. Diện tích đất của nông nghiệp của chúng ta ngày càng thu hẹp, nhường chỗ cho phát triển công nghiệp, rồi các cái công trình dịch vụ, hạ tầng cơ sở. Cùng với đó là cái biến đổi khí hậu, thì cái phương thức sản xuất truyền thống, rồi cái mô hình sản xuất truyền thống của chúng ta đến nay không phù hợp nữa. Quan trọng nhất là cái lựa chọn cái mô hình phát triển theo hướng nào. Theo tôi thì cái hướng là chúng ta bắt đầu từ cái khâu liên kết sản xuất, liên kết giữa các hộ sản xuất, quy hoạch sản xuất, tích tụ ruộng đất và quy hoạch sản xuất để sản xuất theo tính chất chuyên canh, cái diện tích lớn để đảm bảo cái tiết kiệm trong cái quá trình phòng trừ sâu bệnh cũng như là nâng cao các cái giá trị của nông nghiệp. Vì vậy, việc cốt lõi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững ở các địa phương trong tỉnh thời gian tới phải gắn liền với sản xuất theo quy trình Việt Gáp để làm sao sản phẩm làm ra vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa có thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn xuất xứ hàng hóa cụ thể.
triển khai đối với các cái loại sản xuất hàng hóa với có cái chất lượng cao và đặc biệt là phải đưa cái Việt Gáp vào. Và cái này thì chúng tôi cũng hướng dẫn đối với các cái huyện, thành phố là phải tập trung là hướng dẫn bà con cũng như là làm các cái thủ tục để chúng tôi sẽ cùng hỗ trợ cấp các cái tem truy xuất nguồn gốc cũng như là tạo điều kiện để công nhận cái sản xuất hàng Việt Gáp để tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ nông sản tốt hơn. Kết luận buổi giao ban, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc nhấn mạnh, tại hội nghị này, đại biểu các địa phương đều nhất trí cao. Việc phải triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sạch, sản xuất theo quy mô tập trung, có tem truy xuất nguồn gốc với từng sản phẩm sẽ là chủ đạo trong thời gian tới. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân các địa phương phải căn cứ vào thế mạnh quy hoạch cụ thể, triển khai bằng những việc làm thiết thực, hỗ trợ người nông dân tiếp cận quy trình sản xuất mới. Cũng sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những năm qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực. Thông tin được cung cấp nhanh chóng, rõ ràng, chính xác, tạo sự đồng thuận của xã hội. Đồng chí mong muốn đại biểu tham dự hội nghị lĩnh hội đầy đủ nội dung được cung cấp, phổ biến góp phần nâng cao nhận thức bản lĩnh, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian tới. Tiếp đó, hội nghị đã được nghe người phát ngôn Bộ Ngoại giao phổ biến những quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, quản lý triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, cung cấp kỹ năng trong công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng kinh nghiệm trong nước quốc tế và thông tin đối ngoại trong tình hình mới hiện nay, thông tin về hoạt động đối ngoại của Việt Nam và công tác quản lý biển đảo của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 28 và 29 tháng 8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu cho các hợp tác xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang, đại diện các sở ngành và hơn 100 hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 298 hợp tác xã, gồm các hợp tác xã về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải và thương mại dịch vụ. Các hợp tác xã thu hút 80.000 thành viên và giải quyết 23.000 việc làm. Sản phẩm của các hợp tác xã hiện đang được tiêu thụ và phân phối tại các chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ. Nhiều hợp tác xã trong quá trình phát triển sản xuất đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. Một số hợp tác xã đã có sản phẩm xuất khẩu. Các đại biểu tập trung thảo luận phân tích về việc hỗ trợ nhau con giống nguồn vốn liên kết hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đại diện các hợp tác xã cũng trao đổi thông tin, giới thiệu về tình hình hoạt động của hợp tác xã, khả năng liên kết trong tiếp cận nguồn vốn, tìm hiểu thị trường, quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua cái hội nghị này thì chúng tôi cũng biết được tiềm năng phát triển của cái giống gà của mình. Trong thời gian tới thì chúng tôi phải định hình có những cái giải pháp để phát triển tốt hơn nữa, vì thực ra là trong thời gian gần đây thì ngoài cái việc mà chúng tôi đã kết nối được với một số những cái chuỗi nhà hàng, khách sạn cũng như là cái hệ thống siêu thị, thì chúng tôi mong muốn rằng là sau cái hội nghị này thì chúng tôi sẽ phối kết hợp được với nhiều đối tác tốt hơn nữa để mà hướng tới là cái sản phẩm của mình phục vụ được cho mọi đối tượng khách hàng khác nhau. Trong cái sản xuất kinh doanh nền tảng chúng tôi đã có cũ rồi, hiện bây giờ thì nhìn thấy những cái mà tiềm năng nó mới. Dựa qua kết nối cung cầu này thì tôi thấy nó rất là bổ ích, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh tiếp thêm để làm sao cho hiệu quả cao hơn. Ví dụ như là tăng cường máy móc thiết bị này, hệ thống marketing sẽ bám sát nhiều hơn này. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang đánh giá cao Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu cho các hợp tác xã, đồng thời giải đáp một số kiến nghị của lãnh đạo các hợp tác xã liên quan đến vấn đề về cơ chế chính sách của tỉnh để khuyến khích hỗ trợ hợp tác xã phát triển.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và địa phương tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã phát triển, nhất là về xây dựng, nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo điều kiện cho vay được thuận lợi, cũng như tập huấn kiến thức đẩy mạnh về thành lập các tổ hợp, hộ cá thể, thành hợp tác xã để liên kết phát triển sản xuất. Các hợp tác xã cần chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh và liên kết cùng phát triển gắn với các chính sách của tỉnh như tích tụ ruộng đất, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng mỗi xã một sản phẩm OCOP để các sản phẩm sản xuất ra không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu. Ngay tại hội nghị, lãnh đạo một số hợp tác xã đã ký bản ghi nhớ hợp tác và kinh doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hưng Yên và đón bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đi thăm và trao tặng quà cho bốn mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Đồng chí Tạ Hồng Quảng đã tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Vui, 96 tuổi, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, mẹ Tạ Thị Ca, 100 tuổi, thôn Phương Thông, xã Phương Triều, Nguyễn Thị Thanh, 88 tuổi, thôn An Triều 2, xã Điền Phương và mẹ Phạm Thị Đạm, 97 tuổi, khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của các mẹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng động viên những người con thân yêu của mình lên đường nhập ngũ khi Tổ quốc cần, đồng thời chúc các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hưng Yên luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhân dịp thành phố tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tối ngày 30 tháng 8 tới đây, chúng tôi đã ghi lại những cảm nhận của người dân trước sự thay đổi của thành phố. Thành phố của chúng ta rất là vinh dự, nó là một cái thành phố mà nhất kinh kỳ nhì phố hiến, luôn không ngừng thay ra đổi thịt. Ngay từ khi mà chúng ta mới tái lập tỉnh, chúng ta nghèo thứ hai trong toàn quốc, như đến bây giờ chúng ta đã là một tỉnh là tự lực được về kinh tế, và trong đó có thành phố chúng ta. Thế cho nên ngay cả khu phố chúng tôi cũng vậy thôi. Từ lúc mà thu nhập rất kém, từ 20-30 triệu, đến bây giờ chúng tôi 6-70 triệu bình quân thu nhập. Là chính vì vậy mà nhà cửa khang trang rất nhiều. Con đường Nhân Dục vừa làm xong thì nhà ba tầng cứ thế mọc đây, rất là đẹp. 10 năm mà chúng tôi thấy rằng là giữa khung cảnh và con người không ngừng thay ra đổi thịt và tiến bộ lên rất nhiều. Nên thành phố thực ra là chúng tôi rất phấn khởi, là rất là đổi thay. Đời sống vật chất của dân xã chúng tôi được nâng lên từng bước rõ rệt. Nói chung là tất cả phong trào từ phụ nữ đến nông dân rồi đến đoàn thanh niên rồi đến mặt trận Tổ quốc xã là rất là sôi nổi và tham gia nhiệt tình. Cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở toàn thành phố nói chung là cũng đã tăng, du lịch ý, thì là cũng đã phát triển và thu hút được rất nhiều là các du khách về tham quan, đó là đặc biệt là du lịch tâm linh ạ. Trong tương lai chúng tôi cũng mong muốn là từ thành phố có nhiều cái sự quan tâm hơn nữa đối với lại địa phương và đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên chúng tôi. Trải qua 10 năm phấn đấu thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố Hưng Yên đã đạt những thành tựu hết sức quan trọng trong vấn đề xây dựng cả hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rất là rõ rệt. Đến năm 2019 thì thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã đạt trên 75 triệu đồng trên người trên năm. Phải nói là đời sống của nhân dân được ngày càng cải thiện, hộ giàu hộ khá ngày càng tăng lên. Nhằm khai thác tối đa hiệu quả mặt nước, huyện Tiên Lữ phát triển nhiều mô hình nuôi cá nước ngọt quy mô lớn cho thu lãi trên 200 triệu đồng trên năm. Tổng diện tích nuôi thả cá tại huyện Tiên Lữ là 460 ha với trên 2.000 hộ nuôi. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi thả với diện tích lớn trên 1 ha, như gia đình ông Nguyễn Hữu Trấn ở xã Đức Thắng, anh Nguyễn Văn Kiều ở xã Minh Phượng, ông Vũ Duy Núi ở xã Hải Triều. Hầu hết các mô hình đều nuôi theo hướng khép kín, từ khâu cá giống đến cá thương phẩm. Mỗi ao nuôi đều chú trọng cung cấp oxy, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nguồn nước đảm bảo nên giảm thiểu dịch bệnh, cá phát triển tốt, chất lượng cao. Trung bình mỗi hecta ao nuôi cho thu lãi trên 100 triệu đồng. 7 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản toàn huyện Tiên Lữ đạt trên 2.000 tấn cá các loại, cho giá trị kinh tế đạt 58,6 tỷ đồng.
Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp Hồng Tiến, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đã bước đầu phát huy hiệu quả việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mang lại nguồn thu nhập khá cho các thành viên. Hợp tác xã hiện có 7 thành viên, trồng trên 6,5 hectare các loại cây ăn quả, chủ yếu theo tiêu chuẩn Việt Gáp như dưa lưới, cam, ổi, bưởi và nuôi gần 6.000 gà lai đông tảo. Với việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn, nên hiện nay các sản phẩm do hợp tác xã sản xuất không những không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, mà luôn bán được với giá cao hơn so với sản phẩm cùng loại. Trung bình một năm hợp tác xã xuất bán khoảng 40-60 tấn quả các loại, 10-15 tấn gà đông tảo thương phẩm cho tổng thu lãi trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn tạo việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4-7 triệu đồng một người trên tháng. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện huyện Tiên Lữ đã đầu tư xây dựng gần 40 bãi rác tập trung tại các thôn nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn tồn tại, hình thành nên những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói, những bãi rác này đều nằm ngay gần đường giao thông và hệ thống sông tưới tiêu của bà con, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và canh tác của người dân xung quanh. Đây là hình ảnh bãi rác thải nằm trên tỉnh lộ 38B thuộc địa phận xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Thời gian gần đây, mặc dù địa phương đã tích cực tuyên truyền thu gom rác về đúng nơi quy định, song bãi rác vẫn ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường. Tại thôn Nội Mai, xã An Viên cũng phát sinh bãi rác lớn ven đường, lượng rác thải kéo dài hơn 30 mét, làm ách tắc cả đoạn sông dài. Đáng nói, đây là con đường chính nối liền hai xã An Viên và Trung Nghĩa, nên việc tồn tại bãi rác này không những gây mất mỹ quan mà còn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này và mỗi người dân cũng cần phải nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, góp phần tạo môi trường sống xanh sạch đẹp. Hiện nay điểm tập kết rác thải tập trung của thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi cũng đang trong tình trạng quá tải. Rác thải đổ tràn lan kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, sức khỏe và sản xuất, gây bức xúc trong nhân dân. Điểm tập kết rác thải tập trung của thị trấn Ân Thi được đặt tại thôn Mai Xuyên. Ước tính mỗi tuần, lượng rác thải thu gom từ các khu dân cư của thị trấn lên tới hơn 2 tấn. Do không được kịp thời vận chuyển xử lý, nên rác bốc mùi, hôi thối, nồng nặc. Điều đáng nói, từ đầu tháng 7 đến nay, lượng rác được vận chuyển về đây nhiều hơn. Rác được đổ kín mặt đường, kéo dài khoảng 300 mét. Khu vực bên trong bãi rác cũng được chất đầy. Rác thải ở đây đổ lại thối lắm, chúng tôi cấy hái không chịu được, chuột bọ ăn hết cả lúa chúng tôi. Điều đáng lo ngại, nếu việc đổ rác tràn lan như hiện nay không được kịp thời ngăn chặn và xử lý, thì diện tích các tuyến giao thông nội đồng bị tắc nghẽn, đề nghị chính quyền sở tại và ngành chức năng của huyện Ân Thi sớm có biện pháp khắc phục, trả lại cảnh quan môi trường để người dân yên tâm sản xuất. Để đảm bảo công tác an toàn cho các phương tiện và hành khách tham gia an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường kiểm tra điều kiện các phương tiện và xử lý nghiêm đối với các xe taxi dù, ô tô khách, xe dù chở khách không đúng nơi quy định. Dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay giáp với ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật nên dự báo lượng khách tại các bến xe sẽ tăng cao. Cao điểm là vào chiều ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Do vậy, hiện tượng xe dù bến cóc có chiều hướng gia tăng và núp bóng nhiều hình thức. Để đảm bảo công tác an toàn cho các phương tiện và hành khách, từ tháng 8 đến nay, đội Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp tăng cường kiểm tra xử phạt về vận tải hàng hóa 64 trường hợp, xử phạt vận tải hành khách 35 trường hợp, số tiền gần 110 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 18 trường hợp. Phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xử phạt 30 trường hợp với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Hiện Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đang tăng cường kiểm tra điều kiện các phương tiện và xử lý nghiêm các đối tượng với các xe taxi, ô tô khách, xe dù chở khách không đúng nơi quy định và các tuyến xe buýt không đảm bảo kỹ thuật an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 27 tháng 8 tại huyện Phù Cừ, các bệnh nhân được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hôm nay đều đã qua cơn nguy kịch và tiến triển tốt. Sau vụ tai nạn, có 8 nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong đó có 3 trường hợp xin đi tuyến trên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã lên phương án cấp cứu tăng cường để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân. Trong đó, nặng nhất là 2 nạn nhân nữ, một người bị chấn thương sọ não nặng và một người bị gãy cột sống cổ, vết thương xung quanh cổ phức tạp.
cả hai đã được các y bác sĩ cấp cứu và tiến hành mổ kịp thời. Đồng thời, kiếp trực của bệnh viện cũng đã tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân bị gãy xương đùi. Trường hợp một bệnh nhân bị chấn thương sọ não mức độ nhẹ và một bệnh nhân có vết thương phức tạp vùng mặt cũng đang được điều trị tích cực tại khoa ngoại thần kinh và khoa răng hàm mặt. Tình trạng các bệnh nhân hiện đều tiến triển khá tốt. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.